Trong 2 tiết này thì tôi sẽ cố gắng là cũng đưa các bạn càng nhiều càng tốt. Thế còn ngoài ra thì các bạn hãy làm thêm. Khi làm thì tôi cũng hướng dẫn các bạn như sau, làm y hệt như khi chúng ta đi thi. Đấy, cũng phải đúng trình tự là phải đọc trước câu hỏi xong rồi mới nghe, nghe xong thì vừa nghe vừa làm. Làm xong thì chúng ta check đáp án. Nếu như đúng hết thì tốt quá. Điều này chứng tỏ tôi dạy rất tốt đúng không ạ? Nếu như làm chưa tốt, chưa đúng thì chúng ta có thể mở script ra, tự mình đọc xem cái phần script đó thì như thế nào và dẫn đến là tại sao câu hỏi như vậy, trả lời như thế. Thế sau khi xem xong chúng ta nghe lại audio một lần nữa và công nhận xem là phần đó đã đúng hay chưa. Thế thì sau khi nghe xong, ví dụ một ngày các bạn nghe khoảng tầm 5 bài chẳng hạn, mỗi bài có 1 phút đúng không? Nghe có 5 bài. Thế thì nghe xong chúng ta nghe lại lần nữa thì mất khoảng 10 phút. Xông xanh một lần nữa đi ạ, 15 phút. Thế thì mất khoảng 15 phút nghe mỗi ngày cũng không có tốn nhiều thời gian lắm đâu các bạn, nhưng mà sẽ giúp chúng ta cải thiện việc nghe rất là nhiều. Thế sau đó thì như tôi thường hay sử dụng một cái iPod mà tôi sẽ copy những cái phần mà nghe của hôm trước, tôi copy vào iPod. Bởi vì mình đã xem script một lần rồi, cho nên là mình khá là nhớ cái nội dung của cái bài đó. Cho nên là khi người ta đọc lại thì thường mình nghe được ngay. Thế thì nghe, cố gắng là nghe và nhuần nhuyễn cái bài đó. Và những cái từ mới nào chúng ta chưa biết thì chúng ta có thể tra luôn từ mới bên cạnh. Đấy. Rồi vừa đi đường các bạn có thể nghe gì? Khi đi ngủ, trước khi đi ngủ có thể nghe lại. Rồi mỗi khi ngủ dậy có thể nghe lại. Rồi khi chúng ta rửa bát, chúng ta cũng có thể là gì? Nghe một chút, đúng không? Thì cứ mỗi ngày các bạn hãy cố gắng làm sao mà chúng ta nghe được khoảng từ nửa tiếng cho đến 1 tiếng. Tổng cộng tất cả các thời gian đấy thì chúng ta chắc chắn là sẽ được điểm nghe rất là cao. Bây giờ mời các em hãy cùng thử sức với một số phần sample test.